Vâng, xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tốt. Trong video này thì kênh Sức Khỏe Tốt sẽ gửi tới quý anh chị hai nội dung, đó là cách kéo dài tuổi thọ ở người bệnh suy tim mà quý cô bác anh chị cần nên biết. Còn nội dung thứ hai đó là một học giả sống thọ 105 tuổi. Như vậy là dù là nam hay là nữ thì đều phải hiểu rõ ba cái điều mà người giàu có nhất cả đời sống sẽ thành thơi. Cách kéo dài tuổi thọ ở người bệnh suy tim. Suy tim là một bệnh mãn tính, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Do đó, khi được chẩn đoán mắc bệnh suy tim, nhiều người thường lo lắng bệnh nhân suy tim sống được bao lâu, làm cách nào để kéo dài sự sống đối với những người mà mắc bệnh này. Người bệnh suy tim sống được bao lâu? Suy tim là một trong những vấn đề nguy hiểm của bệnh tim mạch. Bệnh suy tim có thể làm chế độ sinh hoạt vận động cũng như làm giảm đi chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân nào mắc bệnh suy tim nặng có thể dẫn đến nguy cơ tử vong rất là cao. Nếu suy tim điều trị không ổn định thì bệnh sẽ diễn biến ngày càng nặng và gây hậu quả nghiêm trọng. Một trong những hậu quả có thể để lại đó là rối loạn nhịp tim, phù phổi, và những cơn phù phổi sẽ làm bệnh nhân khó thở, bắt buộc phải nhập viện. Nếu không phát hiện kịp thời hoặc điều trị không thể đẩy lùi được bệnh phù phổi thì bệnh nhân có thể bị suy nhược chức năng gan thận, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của kênh Sức Khỏe Tốt, trên thực tế, thời gian sống thọ của người mắc bệnh suy tim phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là mức độ bệnh, tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị suy tim và chế độ chăm sóc. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của bệnh nhân suy tim. Có 4 yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của người mắc bệnh suy tim, đó là mức độ suy tim. Suy tim được chia thành 4 giai đoạn, theo đó từ nặng dần đến 1 cho đến 4. Do vậy, nếu được chẩn đoán suy tim giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì tiên lượng sẽ tốt hơn và thời gian sống sẽ kéo dài hơn giai đoạn 3, giai đoạn 4. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, khoảng 50% số người được chẩn đoán mắc bệnh suy tim vẫn sẽ có cơ hội sống hơn 5 năm. 25% người mắc bệnh sống được hơn 10 năm nếu có phương pháp điều trị và chế độ chăm sóc hợp lý. Dữ liệu thống kê về tỷ lệ sống sau 5 năm đối với từng giai đoạn của bệnh suy tim như sau. Ở giai đoạn tiền suy tim, người bệnh có nguy cơ bị suy tim hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, đái tháo đường, tỷ lệ sống sau 5 năm là 97%. Ở giai đoạn tiếp theo, người bệnh đã bị đau tim ở giai đoạn trước hoặc mắc một số dạng của bệnh lý van tim, tỷ lệ sống sau 5 năm là 95,7%. Giai đoạn muộn hơn, bệnh nhân đã được chẩn đoán suy tim và đang có những cái triệu chứng của suy tim như là khó thở, như là sưng chân, như là thở dốc sau khi nằm, không thể tập thể dục. Tỷ lệ sống sau 5 năm là 74,6%. Và theo tìm hiểu của kênh Sức Khỏe Tốt, ở giai đoạn nặng mức độ 4, tỷ lệ sống sau 5 là 20%. Ở giai đoạn này, suy tim đã tiến triển nặng mặc dù đã tối ưu hóa điều trị. Sức khỏe tổng thể của người bệnh suy tim. Theo chứng minh, những bệnh nhân mắc bệnh suy tim không có hoặc có ít bệnh nền kèm theo các vấn đề khác về sức khỏe thì thời gian sống sẽ lâu hơn và khả năng hồi phục nhanh hơn. Do đó, những người bị bệnh suy tim đi kèm với các bệnh nhân toàn khác như là tiểu đường, viêm thận, viêm dạ dày, viêm đại tràng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tiên lượng sẽ không mấy khả quan. Khi đó, thời gian sống của người bệnh sẽ còn phụ thuộc vào mức độ cải thiện của các bệnh khác. Cụ thể, bệnh nhân bị bệnh mạch vành có khả năng tử vong trong 15 năm là 65%, cao hơn nhiều so với nhóm bệnh nhân không mắc đái tháo đường. Hoặc bệnh tăng huyết áp là nguyên nhân thúc đẩy xơ vữa động mạch, tổn thương mạch máu, khiến các mạch máu bị xơ cứng, sẽ làm tăng mức độ nặng của tình trạng thiếu máu cơ tim ở người mắc bệnh mạch vành. Tăng cholesterol là nguyên nhân chính gây ra các mảng xơ vữa động mạch. Vì vậy, nếu bị rối loạn mỡ máu
thì những cái rủi ro về sức khỏe phải đối mặt sẽ càng cao hơn. Tuân thủ điều trị. Có nhiều mức độ suy tim làm xuất hiện nhiều phương pháp điều trị suy tim khác nhau. Do đó, nếu được điều trị kịp thời, phù hợp với thể trạng và tình hình sức khỏe của bệnh nhân, thì người bệnh có khả năng kéo dài sự sống lâu hơn. Người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ, điều này sẽ kiểm soát bệnh tốt hơn. Chế độ chăm sóc. Chế độ chăm sóc đóng vai trò quan trọng đối với những người bệnh nhân suy tim. Nếu người bệnh suy tim, sau khi được chẩn đoán và điều trị thực hiện một số lối sống khoa học, an toàn sẽ có thời gian sống dài hơn rất nhiều so với những người còn lại. Dựa vào các yếu tố trên, các nghiên cứu đã chứng minh rằng tuổi thọ của người mắc bệnh suy tim kể từ khi được chẩn đoán sẽ có khoảng 50% người bệnh suy tim sống hơn 5 năm và khoảng 25% người bệnh sống được hơn 10 năm nếu có phương pháp điều trị và chế độ chăm sóc hợp lý. Vậy quý cô bác anh chị đã biết là bệnh suy tim nó nguy hiểm như vậy thì người mắc bệnh suy tim thì cần lưu ý những điều gì? Để người mắc bệnh suy tim sống thọ hơn thì cần phải lưu ý những vấn đề sau. Người bệnh cần đến tái khám theo định kỳ thường xuyên và ngay cả khi cơ thể xuất hiện thêm các cái dấu hiệu bất thường. Cần ngưng thuốc lá, rượu bia, đồ cồn, có ga. Cần uống lành mạnh các cái nước, các cái chế độ luyện tập phù hợp dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Cần hạn chế uống nước, nếu thể trọng không quá 60kg thì không nên uống quá 1,5-2 lít nước chất lỏng, tính cả canh, cả nước trong rau củ quả, nước uống vào cơ thể một ngày để tránh gánh nặng cho thận. Tóm lại, bệnh suy tim không xác định được thời gian sống được bao lâu vì thời gian sống thọ của người bệnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Do đó, người bệnh sau khi được chẩn đoán suy tim cần phải có biện pháp thăm khám điều trị và chăm sóc sức khỏe theo sự hướng dẫn của bác sĩ để kéo dài thời gian sống lâu nhất có thể. Và nội dung thứ hai trong video này mà kênh Gia Dụng Tốt muốn gửi đến quý cô bác, anh chị đó là có một nữ học giả đã sống thọ 105 tuổi. Dù là nam hay nữ thì người hiểu rõ ba vấn đề này là người giàu có nhất cả đời sẽ sống thảnh thơi. Trong chúng ta ai cũng mong có một cuộc sống suôn sẻ, bình yên, nhưng chìa khóa để có được điều đó chính là thấu hiểu ba điều này. Chúng ta sẽ trải qua đủ thứ, gặp đủ loại người, đủ thứ chính là điều mà mỗi chúng ta sẽ đều gặp phải những rắc rối ở một mức độ nào đó. Không thể có được một cuộc sống suôn sẻ. Dù rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực. Chỉ có vậy, chúng ta mới vượt qua được mọi khó khăn và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Là một học giả trí tuệ của Trung Quốc hiện đại, Zhang Jie từng gặp rất là nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Nhưng dù cuộc đời có đối xử với bà như thế nào, bà vẫn đối mặt với cuộc sống với thái độ tích cực và cởi mở. Nỗi đau khổ của cuộc sống không đè bẹp mà khiến bà ngày càng trưởng thành hơn, dũng cảm hơn. Zhang Jiang trải nghiệm sống hàng thế kỷ của mình để nói với giới trẻ đương đại ba chân lý. Bất kể là nam hay nữ, người hiểu rõ nhất là người giàu có nhất. Hãy luôn tích cực và lạc quan. Zhang Jiang từng nói, ai cũng có một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Nếu bạn sống sót qua nó, cuộc đời bạn sẽ vượt qua từng sáng từng ngày. Nếu bạn không hề vượt qua được, thời gian sẽ dạy bạn cách bình tĩnh và giải quyết được mọi khó khăn. Bạn phải luôn có thái độ tích cực và lạc quan. Cuộc sống đầy khó khăn, ngay cả khi bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống của bạn có thể không thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, chúng ta không cần phải ghen tị với cuộc sống tốt đẹp của người khác, chỉ cần sống tốt cuộc sống của chính mình là đủ. Ông Zhang Jiang tin rằng, cuộc đời này con người sống mạnh, khỏe mạnh, bình yên, mỉm cười, hạnh phúc là điều tốt. Đường đời dài như vậy, ai có thể đảm bảo vận may sẽ theo đuổi mình suốt cuộc đời. Những khó khăn đó sẽ qua nếu bạn chịu đựng được vượt qua khó khăn, may mắn sẽ đến với bạn. Điều quan trọng nhất trong hôn nhân là tình cảm. Theo bà Zhang Jiang tin rằng, trên đời không có tình yêu hoàn hảo, nhưng tình yêu hoàn hảo cần phải được tạo dựng và duy trì từ từ.
đừng lúc nào cũng theo đuổi cái gọi là hoàn hảo, bởi vì cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo. Nói một cách chính xác, cuộc sống không hoàn hảo dưới một cuộc sống thực sự. Thay vì khiến bản thân thất vọng và đau khổ, tốt hơn hãy an ủi bản thân, hòa giải với chính mình và hòa giải với lại chính bản thân của mình. Cả đời Giang Giang không quan tâm đến danh lợi với chồng. Bà là người vợ đức hạnh nhất, là người phụ nữ tài năng nhất. Nhiều người sẽ ghen tị với tình yêu vô song của bà và Quyang Jongshu. Họ tin rằng lương tựa vào nhau sẽ bù đắp cho nhau. Gia đình họ là hình ảnh đẹp đẽ và ấm áp nhất của một cuộc sống gia đình bình thường. Giang Jiang là trụ cột của gia đình. Mối quan hệ giữa cô và chồng gắn bó khăng khít. Chính vì mối quan hệ sâu sắc này mà họ ở bên nhau suốt cuộc đời. Đừng quá nghiêm túc trong cuộc sống. Trên đời sẽ không bao giờ có hạnh phúc thuần khiết. Hạnh phúc luôn xen lẫn giữa phiền muộn, lo âu. Trên đời cũng không có sự vĩnh cửu. Chúng ta luôn hy vọng mình là người tốt, là người chúng ta luôn mong rằng mình có thể thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng bạn càng làm điều này thì bạn càng có xu hướng tệ hơn, chẳng đạt được điều gì cả. Trong cuộc sống bạn không thể quá nghiêm túc. Nếu bạn quá quan tâm đến những cái chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nó sẽ gây cho bạn rất nhiều rắc rối. Trong nhiều trường hợp, thư giãn thực sự có thể khiến cho bạn hạnh phúc hơn. Trên đây là kiến thức sức khỏe hàng ngày mà kênh Sức Khỏe Tốt muốn gửi đến quý cô bác anh chị. Kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại.